rồi, mới cho một cái máy L5018 nha quý anh chị, về Sóc Trăng nha. Đó. Đây, 5018. Rồi, quay sơ máy gió bỗng là còn đẹp luôn ha. Động cơ là nguyên zin hết nha nè. Rồi, máy này thì bữa nay đi luôn thì làm tích tắc trong vòng 1 tiếng cho anh em về gấp. Gió mới vậy ha nè. Máy ok lắm nha. Cái chi tiết rất là đẹp. 5018. Nhỏ đây. 5018 về Sóc Trăng. Máy đang đáp ủi vô là xong nha quý anh chị. Đây, máy cài giờ ra nha quý anh chị. Rồi, máy này thì về luôn nha, khỏi gửi luôn nha anh em. Khách cũng đang gấp về tối rồi, bây giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi ha. Cảm ơn anh em ở xa luôn mà ủng hộ anh em nha. Đây, bây giờ lên máy về Sóc Trăng, Trần Đề. Rồi, xong, cảm ơn em nhiều nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn ha. Anh em cứ thích thì đến test máy à. Gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Nên em dễ nhận diện nha.